có cả các bà ở đây nhá. Đây nó lấy nước lau sàn đi rửa bát này. Ừ đấy, mày quảng cáo rồi. Xin giới thiệu đây với mọi người, đây là con vợ tôi. Đâu, nó lấy chai nước nào đấy. Được hôm về quê chồng, cô gái trổ tài rửa bát bằng nước lau sàn, khiến cả dòng họ cười bò. Chuyện là cô gái này theo chồng về Vinh cũng đã được 5 năm. Thế nhưng vì công việc nên hai vợ chồng phải xa quê lên thành phố lập nghiệp. Hôm nay nhà chồng có cổ lớn, hai vợ chồng cũng sắn tay sắn áo về phụ giúp bố mẹ một tay. Cô gái thì cũng chẳng có tài nấu nướng gì, chỉ biết phụ giúp các bà ăn xong thì rửa vài cái bát đũa. Thế nhưng khi anh chồng xuống thì phát hiện mùi nước rửa bát hơi lạ so với bình thường. Hỏi ra thì mới tá hỏa khi cô vợ yêu dấu của mình lại lấy ngay bịch nước lau sàn mà rửa bát. Hơi bị cẩn thận luôn. Nó lấy nước lau sàn đi rửa bát. Rồi thôi, đây nên lấy không? Nước lau sàn thì chỉ rõ ràng tao. Tao chỉ dành mày là cái nước rửa bát kia. Mà lấy nước lau sàn nó rửa bát cho tôi. Rồi. Dâu là tôi đây. Ôi trời ơi, đây là dâu này. Cô cầm nó, cô chụp ảnh nó. Siêng năng cần cù thì em có thừa, chỉ có phân biệt mỗi loại em nó hơi lát tí thôi mà. Nhiều người sau khi xem xong đoạn video cũng không nhịn được cười với sự vô tri của cô gái. Bên cạnh đó, không ít người cũng dành lời khen cho mẹ chồng. Có cô con dâu đảm đang thế này mà mẹ chồng vẫn cười đùa vui vẻ, thế là thấy gia đình hạnh phúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.